Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày. Có nên vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu? Thường thì sau khi đi vệ sinh xong, chúng ta sẽ vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu. Thế nhưng, có nên vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu hay không? Đây là điều đơn giản nhưng không phải ai cũng làm đúng. 1. Chúng ta có nên vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu? Có nhiều người thì cho rằng cứ vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu rồi, nó sẽ tự phân hủy hoặc ngại phiền khi phải sử dụng thêm một cái thùng rác bên cạnh nên sẽ vứt thẳng vào bồn cầu. Thế nhưng, việc vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu lại mang đến rất nhiều phiền phức không đáng có cho mỗi gia đình và còn ảnh hưởng nhiều tới vấn đề về môi trường. Chính vì vậy, hiện nay nhiều người sử dụng một cái thùng rác kèm bên cạnh để vứt giấy vệ sinh. Tuy nhiên, nếu như sử dụng thùng rác, nó cũng nên được dọn dẹp thường xuyên để đảm bảo vệ sinh nhé. 2. Tại sao không nên vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu? An toàn môi trường. Khi bỏ giấy vệ sinh vào bồn cầu, sau khi xả nước, giấy vệ sinh sẽ được đưa đến nhà máy để xử lý, hoặc sau một thời gian sẽ tan ra và xử lý cùng với nước thải. Có nhiều trường hợp xả trộm trực tiếp chất thải bồn cầu chưa qua xử lý ra môi trường, điều này vô tình gây ra ô nhiễm môi trường. Nếu như bỏ giấy vệ sinh vào thùng rác, thì chúng sẽ được xử lý theo quy trình hợp lý và đảm bảo an toàn hơn rất nhiều đấy. Tránh tắc nghẽn bồn cầu. Bỏ giấy vào bồn cầu thì bồn cầu nhà bạn sẽ có nguy cơ tắc nghẽn bởi những nguyên nhân chính sau đây. Chất lượng giấy vệ sinh. Nếu như gia đình bạn sử dụng loại giấy vệ sinh khó tan trong nước, thì có khả năng việc bồn cầu thường xuyên bị tắc nghẽn chính là do việc vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu đấy. Hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh. Cho dù bạn đã chọn loại giấy vệ sinh dễ dàng tan trong nước, thì nếu như hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh đã quá cũ hoặc không được tốt, thì cũng không tránh khỏi việc tắc nghẽn bồn cầu đâu. Chất lượng xả hút của bồn cầu. Mỗi bồn cầu lại có một cường độ xả nước riêng, có loại mạnh nhưng cũng có loại yếu. Khi bỏ giấy vệ sinh vào trong bồn cầu, đôi khi hệ thống xả không đủ áp lực để làm trôi đi giấy vệ sinh. Nếu để lâu như vậy thì bồn cầu nhà bạn sẽ bị tắc nghẽn rất nghiêm trọng đấy. Từ khoa học.tv, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.